được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. Nếu nhìn vào thế giới âm ly ở Nhật Bản, người dùng sẽ thấy rằng phần lớn luôn tạo cảm giác gần gũi với ngoại hình khá đẹp, cùng mức giá cũng gần gũi không kém. Từ Yamaha, Denon cho đến Sony, tất cả đều là những viên ngọc sáng giá trong phân khúc phổ thông, dường như luôn đề cao tôn chỉ. Hi-Fi là thứ dành cho tất cả mọi người, chỉ cần có việc làm ổn định là có khả năng tiếp cận sản phẩm của họ. Những triết lý ấy đã có từ cách đây hơn nửa thế kỷ và vẫn còn trường tồn cho đến tận ngày nay. Ngoài những tên tuổi lớn trên thế giới như Sony, Denon vốn dĩ đã quá quen thuộc, thì các thương hiệu khác cũng đang dần chiếm được cảm tình từ người tiêu dùng. Rotel, hãng sản xuất thiết bị âm thanh từ Nhật Bản với lịch sử hơn 50 năm hình thành và phát triển, đã khẳng định được tên tuổi của mình với hàng loạt sản phẩm hi-fi chất lượng cao được rất nhiều tín đồ chơi nhạc yêu thích và tin dùng. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thương hiệu này. Lịch sử của Rotel thực ra sớm hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Những năm 50, tiền thân của Rotel là Roland, một nhà phân phối cho TV của hãng Sinvania do Tomoki Tachikawa thành lập tại Nhật Bản. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của Rotel là vào năm 1961 khi hãng chuyển sang sản xuất thiết bị và linh kiện audio. Với kinh nghiệm từ những năm còn là nhà phân phối của Sinvania, OEM là một lĩnh vực quan trọng của hãng trong thời gian đầu, chiếm đến gần 70% các hoạt động của Rotel. Ngày nay, dù vẫn làm việc trong lĩnh vực OEM, Rotel tập trung vào việc xây dựng thương hiệu nhiều hơn. Năm 1981, hãng bắt đầu liên kết với thương hiệu BMW và trở thành một trong những liên minh lâu đời nhất vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Với những sản phẩm có độ cân bằng cao cùng chính sách phân phối hợp lý, Rotel đã phần nào đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, những thành công gần đây là thành quả từ những gì mà họ đã trải qua trong quá khứ. Có khá nhiều yếu tố góp phần hình thành nên Rotel ngày nay. Một trong số đó là việc thị trường Hi-Fi bắt đầu trở nên bão hòa khi có quá nhiều sản phẩm xuất hiện vào cuối thập niên 70. Sự giảm mặt ồ ạt của thiết bị Hi-Fi dẫn đến xu hướng tập trung vào tính năng cho sản phẩm. Rất nhanh chóng, tính năng của thiết bị được sử dụng để làm công cụ marketing hiệu quả đến mức nhiều thương hiệu âm thanh quên mất rằng chất lượng âm thanh mới là điều quan trọng nhất. Thay vì tập trung vào trải nghiệm, nhà sản xuất chỉ còn chú ý đến những thứ như độ méo hải tổng thấp nhất hay công suất mạnh bao nhiêu. Cho đến năm 1979, sau một thời gian cân nhắc lại thế mạnh của mình, Rotel quyết định không đi theo xu hướng chung mà quay về với sứ mệnh ban đầu của họ. Với sự giúp đỡ của nhóm nghiên cứu và phát triển mới được thành lập ở Anh, Rotel bắt đầu thiết kế những thiết bị âm thanh tập trung vào nhạc tính với chất lượng hoàn thiện cao cấp cùng một mức giá thật dễ tiếp cận. Để đảm bảo được những yếu tố này, họ lựa chọn sản xuất tại những nhà máy đáng tin cậy với chi phí thấp hơn tại châu Á thay vì những cơ sở đắt hơn tại châu Âu. Dù rằng mọi công tác kỹ thuật cơ bản đều được thực hiện ở Nhật Bản, công việc lựa chọn những bộ phận, linh kiện âm thanh quan trọng và tinh chỉnh lại do một phòng nghiên cứu ở Anh đảm nhận. Sản phẩm đầu tiên của sự hợp tác này là âm ly tích hợp RA820B ra đời vào cuối năm 1982. Đây được xem là một sản phẩm thành công nhất của Rotel tại thời điểm ấy, chứng minh rằng lựa chọn tập trung vào những giá trị cốt lõi của họ là hoàn toàn đúng đắn. RA820B đã giành được giải thưởng sản phẩm của năm từ tạp chí What Hi-Fi cũng như những lời khen ngợi từ giới truyền thông của nước Anh. Những năm tiếp theo, các sản phẩm thuộc mọi hạng mục của Rotel liên tiếp được nhận giải thưởng từ các tạp chí audio danh tiếng trên toàn thế giới, cho thấy thương hiệu âm thanh này đã bắt đầu được tất cả mọi người công nhận nhờ vào những thiết bị của mình. Bí quyết làm nên thành công của Rotel có lẽ nằm ở triết lý về thiết kế cân bằng. Với những thiết kế coi giá thành không phải rào cản, sản phẩm sẽ có chất lượng cực kỳ tốt nhưng chỉ phù hợp với thị trường rất hẹp, trong khi thiết kế đại chúng có thể tiếp cận được lượng khách hàng cực lớn nhưng phải đánh đổi chất lượng lấy giá thành. Rotel không lựa chọn đi theo hai con đường ấy. Thay vào đó, hãng lựa chọn thiết kế cân bằng với hai quan điểm. Thứ nhất, âm thanh tốt không cần phải đắt đỏ và thứ hai, không sử dụng những thiết kế có thể làm ảnh hưởng đến chất âm, bất kể thiết kế ấy có tốt ở mặt nào đi chăng nữa. Với hai quan điểm ấy, triết lý thiết kế cân bằng tập trung vào ba yếu tố: sử dụng linh kiện tốt từ những thương hiệu quen thuộc, chẳng hạn như tụ Slipford của BHC, điện trở của Vishay hay chiếc áp của Arps, nghiên cứu để phát triển thiết kế mạch phù hợp và cuối cùng là nghe đánh giá ở những công đoạn khác nhau để tìm ra được thiết kế hoặc linh kiện với chất âm đúng như mong muốn. Do đó, bất cứ sản phẩm nào của Rotel cũng đều rất ấn tượng
có thể sử dụng làm tiêu chuẩn vàng để đánh giá những thiết bị trong cùng phân khúc giá. Chúng ta vừa tìm hiểu về lịch sử và triết lý của thương hiệu Rotel. Có thể thấy rằng, với hơn 50 năm phát triển cùng một triết lý thiết kế đúng đắn, Rotel đã đem đến những sản phẩm để đời cho người nghe với rất nhiều lời khen ngợi. Từ đầu CD, preamp, power amp cho đến âm ly tích hợp, tất cả đều thể hiện rõ tinh thần của Rotel thông qua thiết kế cân bằng cùng một mức giá dễ tiếp cận. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.